xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Xin chào Trần Thanh Xuân ở Bình Thuận. Đây là hãng hàng của Thanh Xuân nè, bạn Thanh Xuân có đặt là một cái hộp màu. Đây hộp màu. Hộp màu nó có 12 màu các bạn, 12 màu nha. Đặc biệt nó có cái mặt tinh ở đây nè, đó mặt tinh ha. Đó. Đó, đó nó có một bên ở đây nha, xin cho thử ha. Đây, ở đây. Ở đây là có tên mặt ha, mình sẽ đóng mặt. Đó, nó hình hộp sao ha. Thì tất cả những cái bút này nó 12 cây, nó có 12 cái hình khác nhau ha. Đó, để mình trang trí. Mình trang trí này là bút lông bên tiền lại luôn. Đây thêm một cái này, cái picture hình dáng có cái váy nè. Wow, có kim tuyến rất là xinh xắn luôn, những cô gái rất là dễ thương. Có ba nàng anime nè, trời ơi tóc dài, những cái váy nè, rất là xinh xắn dễ thương. Và tặng cho mình cái những cái tô màu này ha, giọng mình có thể chơi được. Đó, tô màu. Xin chào Bảo Châu, Bảo Châu cũng là khách quen của shop của Bảo Châu là 371.000. Bạn Bảo Châu đặt đây là một, xin lỗi, cái đây là một cái gì đây, là bấm tập nha bạn. Cái hộp này là có cái kim bấm, bấm tập mini 6.000 một cái như thế này. Bạn đặt đây là, đây là gươm, cái lọ xin lỗi không phải gươm, đây là son môi ha, mình nói như mẹ nè, đó, son môi rất là xinh xắn dễ thương luôn, con gái là phải đẹp ha, đó, đó. Bạn ha, mua son môi rồi bạn mua thêm nước hoa nữa, đi học ha, mình sẽ xức nước hoa vào, mình xức nước hoa vào cho nó thơm ha, để cho ví dụ mình đi học mình năng động nó, mùi hôi mình ra nó sẽ đỡ hôi nha, các bạn nó sẽ thơm quyến rũ ha, thơm lắm, các bạn xung quanh của mình, và đây thêm đây nữa là, wow, một cái hộp màu Nelly ha, màu Nelly là màu nổi tiếng, là màu chất lượng các bạn, 65.000 một cái hộp như thế này, nó có 24 màu, đó, 24 cây. Theo đây là một cái cuốn sổ ha, sổ này là sổ tô màu các bạn, sổ tô màu phép Spin 5.000 một cuốn như thế này. Tiếp theo là chăm cầu thang ha, trong đây có rất nhiều là này, rất là nhiều chăm luôn các bạn ơi. Đó, mở đây mình xem ha, đó, nó tới 8 bức luôn, đó, nó có kèm thêm cái tâm để mình cào thêm, đằng sau này là tô màu, đó, đây nữa ha, đây kèm tám, kèm theo thôi. Tiếp theo. Đây là một cái palette màu, hai palette để mình tô màu nước các bạn, và đây bạn có mua một cái hũ tô màu nước đây. Đây hũ này 12 màu nha các bạn. Đó, color 12 tô màu nước mình bỏ vào đây ha, mình tô. Đó, có thể không có dơ lên nha các bạn. Theo là mình đặt thêm một cái, đây một cái bộ màu ha. Đây là màu bút chì màu, 36 màu 70.000 nha các bạn, 36.000 70.000. Và đây một hộp màu nữa, đây, màu cái trong trống 12 màu 34.000. Đặt cái gì nữa không? Còn người ta hết rồi. Và đặc biệt tặng cho mình ha, một bóp khóa anime nè, rất là xinh xắn dễ thương luôn. Đó, nếu mà cái này sắp bán thì là 10.000 một cái móc khóa như thế này các bạn, cái móc khóa tập. Xin chào Trinh Lê ở Đồng Nai, tổng là 161.000. Và bạn Trinh Lê có đặt đây là cái này là chanh đính đá nha các bạn, chanh đính đá hẳn là shop hết hàng rồi, mới về lại ha, mới về lại thì bạn đặt liền luôn chanh đính đá. Cái này là rất là vui nha, ở chanh đính đá mẫu này là 44.000. Mẫu này là hiện tại người ta cũng bán lên giá rồi đó, nhưng mà shop vẫn giữ giá là 44.000 nha các bạn. Và đây là một, cái này là cái gì đây, cái này là cái gì bạn? Trên két nha, trên két là mình không có đặt, shop tặng cho mình. Hy vọng mình sẽ thích, đằng sau này nó có két này nè các bạn. Đó, mẫu này shop bán là 4.000 một hộp này. Cái này là sticker ha, sticker này quá, có nhiều đính hạt quá các bạn ơi. Và đây nữa này là những cái đầm, cái váy nè, công chúa. Và cái này là, này nè, công chúa Bạch Tuyết các bạn, đúng rồi. Đó, tiếp theo đây là một cuốn sổ ha, sổ tô màu các bạn. Sổ tô màu ở đây có những cái hình dáng luôn nè, sổ tô màu. Mẫu này là 5.000, tiếp theo mình đặt hai cuốn sổ hình dáng ha, sticker. Sẽ mở ra một cuốn cho các bạn xem ở bên trong nó như thế nào. Thì nó bên trong là các bạn, nó rất là nhiều hình dáng, là cái sticker thay đồ đó. Nhưng mà nó chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà nó có đó quá trời luôn các bạn ơi. Đó, 5.000 một cuốn như thế này ha, này là gọi là cuốn sổ sticker. Đó, đồng thời đây là cái gì đây? Đây là tranh cầu thang hồi nãy cái viên. Cái bạn đầu video cũng có tranh cầu thang sắp đã tháo ra rồi cho các bạn xem đó. Cái này sắp không tháo ra nữa ha, này là cũng bướm này, nhiều hình ở trong khác nhau lắm. Wow, đây cũng là sticker nè, có cái váy bạn, như bạn thích những cái váy đầm như thế này. Đây, các bạn xem sao nè, nó có hai lớp luôn các bạn nhé. Wow, hai lớp ha, màu xanh nữa. Cái này là 20.000. Tiếp theo là bạn đặt cái mẫu này nè. Đây, cái mẫu này là 5.000, mẫu này cũng 5.000. Hình như bạn cái mẫu này shop không, bạn có đặt một cái bạn tóc xanh giống như vậy nè, nhưng mà cái kiểu thì nó không giống vậy. Nên là hết rồi, shop lấy cho bạn cái mẫu đẹp nhất hiện tại trong shop nè. Đó, nó có cái váy, có cái tóc Galaxy này, bạn thấy xinh không? Cái tóc xanh này giống y cái con mà cái bạn đặt cái mẫu kia, nhưng mẫu kia hết rồi. Wow, mẫu đỏ này là shop chọn cho bạn cái mẫu này đẹp nhất rồi đó. Đó, hy vọng bạn sẽ thích ha. Rồi đơn hàng của bạn chắc đủ rồi đó. Hết rồi, mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo. Ủa, còn cái này nữa hả? Trời ơi, bạn nhỏ này chơi giấu xem tí nữa, thiếu shop rồi. Đúng như bạn cũng đặt cái mẫu 16.000, bên shop cũng hết, shop chọn bạn cái mẫu đẹp này nè. Đó, bạn cũng thông cảm cho shop nha, tại vì hết hàng rồi. Mẫu này đẹp, shop chọn mẫu đẹp đó nha. Rồi, chào bạn, mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo. Xin chào Lê Minh Anh ở Thanh Hóa, và bạn Lê Minh Anh có đặt hai bạn chibi ha, shop lấy bạn hai chibi khác nhau nè. Đó, bạn môi tròn, cho chúng chiếm. Rồi, chibi ăn cơ, chibi gì đó, anh không có đành lắm. Ha, các bạn xem nè, rồi, bạn chibi này thì có mang dài ha, có nơ. Đó, wow, có cái vương miệng vải nè, có cái giữa là đính đá nè các bạn ha. Bạn này thì là, wow, có cái nơ hoa nè, đính đá luôn, tắt được tóc biến.
bạn màu tím thì bạn màu xanh và tặng cho mình ha, cái hai cái váy của Chibi nè, nó có thêm hạt đính nữa nè, hai cái váy của Chibi nha, hy vọng mình sẽ thích kèm thêm. Và các bạn hãy gọi điện 0937899 để đặt hàng nha các bạn. Bye bye các bạn. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê, có cả những đạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang, song song đó các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGB cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, thú nhồi bông, và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bích tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe chạy siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slammy, Galaxy, Slamtron, Slammer, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop FGB chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35 ngàn đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800 ngàn trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop FGB lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út GB 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship, còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình, tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi, hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim và đăng ký thành viên kênh Bé Út Chibi để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi, yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.